Mark Grisanti, thẩm phán tòa án khiếu nại New York, Mỹ, sẽ không được tái bổ nhiệm vào nhiệm kỳ thứ hai sau cuộc đối đầu nảy lửa với các sĩ quan cảnh sát hồi năm 2020. Khi đó, Grisanti và vợ đã xảy ra tranh chấp chỗ đỗ xe với hàng xóm. Người này đã đỗ xe trên đường và có vẻ đã cản trở việc đi lại của gia đình ông. Từ đấu khẩu chuyển sang tác động vật lý, cảnh sát đã được gọi đến để duy trì an ninh trật tự. Tuy nhiên, sự xuất hiện của cảnh sát không giúp vụ việc lắng xuống. Grisanti thậm chí còn xô ngã một sĩ quan. Tranh chấp với cảnh sát leo thang sau khi vợ của Grisanti không tuân theo lệnh ngừng la hét và bị còng tay. Vị thẩm phán ngay lập tức lao vào các sĩ quan, các người nên bỏ vợ tôi ra ngay lập tức. Ông đã bị bắt, nhưng không bị cáo buộc bất cứ tội danh nào. Luật sư hạt Iri John Flynn giải thích với truyền thông rằng các cảnh sát đã quyết định không truy tố ông Grisanti. Ông Flynn cho biết thêm, ban đầu các sĩ quan không biết người đàn ông họ bắt giữ là thẩm phán. Tuy nhiên sau đó, một người trong số họ đã nhận ra ông. Cá nhân Flynn cho rằng hành động của thẩm phán Grisanti không phải là tội hình sự. Ông cho biết, nói thẳng ra, đây chỉ là vụ việc bốn người ở độ tuổi 50, 60 hành động như trẻ con. Bất chấp quyết định của các sĩ quan cảnh sát, ủy ban về hành vi tư pháp New York đã đề nghị khiển trách ông Grisanti vào tháng 4 năm 2024 vì vụ việc này. Luật sư của ông Grisanti, ông Terry Connors trả lời kênh Spectrum News 1 thẩm phán Grisanti vẫn chưa nhận được thông báo chính thức về việc bổ nhiệm lại. Tuy nhiên, các thẩm phán và luật sư, những người hiểu rõ công việc của ông nhất, đã bày tỏ sự ủng hộ. Ngay cả Ủy ban Hành vi Tư pháp Tiểu bang, sau quá trình điều tra kỹ lưỡng, đã kết luận rằng 2 giờ đồng hồ có hành vi sai trái của ông Grisanti không đủ để khiến ông bị cách chức. Mọi thước đo khách quan đều ủng hộ việc ông ấy được giữ lại chức vụ. Trang ô tô Jalopnik cho rằng việc thẩm phán Grisanti bị thay thế chỉ có thể là do đoạn phim từ camera đã bị lan truyền. Mọi người bắt đầu hoài nghi liệu có phải các mối quan hệ của ông với cơ quan thực thi pháp luật địa phương là lý do giúp ông thoát tội. Nếu đoạn phim không tồn tại, sự việc có thể đã bị ém nhẹ.